Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Talk Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game rất là đặc biệt và thú vị dành cho những bạn nào yêu thích những thể game mobile, thể loại âm nhạc có tên gọi là Demo 2. Con game này đến từ hãng Rayak, một cái hãng game rất là nổi tiếng trong thể loại game âm nhạc với những cái siêu phẩm như kiểu Cytus này, rồi thì nhỉ, mình không nhớ lắm. Demo Demo thì cũng là có phiên bản 1 rồi, từ năm 2013 rồi. Soul of Eden này, rồi nhiều lắm, VOE này, rất là nhiều. Nói chung là hãng trong thể loại game âm nhạc ở trên mobile thì Rayak là một trong những cái studio rất là nổi tiếng rồi. Thì với con Demo 2 này thì các bạn thấy là nó sẽ tiếp nối cái người đàn anh của mình. Đấy, là chúng ta sẽ tiếp tục với phiên bản demo gọi là tiếp theo, với những cái trải nghiệm không chỉ về âm nhạc nữa mà nó còn cả về hình ảnh. Đấy, các bạn thể thấy là đây là cái cốt truyện ban đầu của tựa game này. Các bạn thấy là nó sẽ có những cái đoạn clip animation thực sự rất là đẹp, về phần art, tức là về phần nét vẽ nhân vật, rồi âm thanh, hình ảnh, mọi thứ nó rất là chuẩn chỉ luôn, rất là đẹp. Thì tức là ngoài việc là các bạn thưởng thức gameplay theo dạng game âm nhạc thì đây, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thì đây, về cơ bản thì nó sẽ chơi theo kiểu dạng là có những cái nốt nhạc nó sẽ rơi từ trên cao xuống, và các bạn chỉ công việc của bạn đó là có một cái vạch kẻ kìa, các bạn sẽ bấm, khi mà nốt nhạc nó rơi đúng cái vạch kẻ đó thì anh em sẽ bấm vào màn hình. Còn ấn toàn trượt, mình chưa quen lắm, cái nốt màu vàng này phải giữ. Cái game này nó khá thú vị, nó thiết kế như kiểu mình đang ở trên một cái mặt nước ấy anh em đó. Và bình thường như những con game trước đây thì là nó sẽ có những cái ô, nó tùy tùy game ấy thì nó thiết kế ra những cái ô, nhưng mà game này nó không thiết kế ô mà nó là những cái gợn nước đó, và có một cái kẻ vạch màu trắng này đó. Công việc của bạn đó là ấn vào những cái nốt nhạc nó rơi xuống, nó sẽ là những cái bản nhạc, rất là nhiều bản nhạc khác nhau, và ban đầu sẽ là những cái bản piano rất là nhẹ nhàng thôi. Là cái này thì phải chạm giữ này đó. Bạn nào mà chơi nhiều game âm nhạc rồi thì mình nghĩ là cũng không, nó gọi là cái chế độ này gọi là chế độ chơi gì nhỉ, mình không biết nữa. Mình không hay chơi mấy con game thể loại âm nhạc lắm. Mình cũng có chơi nhưng mình không nhớ tên chế độ. Như đại loại thì sẽ có những cái nốt nhạc nó rơi xuống như này đó, và các bạn sẽ bấm vào, bấm chuẩn thì nó sẽ ăn combo thôi đó. Đấy, sẽ bấm vào đây, bấm có cái nút, có những cái nốt thì phải giữ, có nốt thì cần bấm không, còn hoặc là có nốt thì sẽ phải vuốt đó. Tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đó. Game này thì chắc là mình chơi nhiều nó ít nhỉ, bởi vì con game này này nó ngoài việc là các bạn đấy như mình là nói là cái kiểu chơi nó ra thì nó sao, anh em sẽ phải thưởng thức cả những cái phần về phần nội dung cốt truyện này, rồi về phần hình ảnh nữa, rất là hay. Đấy, những cái gợn nước này các bạn hãy chạm vào những cái gợn nước này nhìn khá thú vị luôn. Game đang cho chúng ta làm quen với cách chơi nhé, để cho những bạn nào mà lần đầu tiên chơi thể loại âm nhạc thì cũng có thể làm được. Con game này nó mình chơi nó kiểu nó nhẹ nhàng lắm anh em ạ, nó chơi cực kỳ nhẹ nhàng luôn, kiểu dạng đúng là kiểu dạng thư thái ấy. Tất nhiên là đấy là ban đầu thôi, bạn về sau có những cái bản nhạc rất là khó, đòi hỏi kỹ năng cá nhân mới chơi. Nhưng mà với con game Demo 2 này này, ngoài việc là các bạn thưởng thức âm thanh ra, âm nhạc ra, thì chúng ta sẽ còn thưởng thức cả phần cốt truyện nữa, và thêm nữa là phần hình ảnh nữa, rất là đẹp. Đây mình vẫn làm theo cái gọi là, đây game đang cho anh em tập làm quen dần dần nhé, làm quen với những cái nốt nhạc, làm quen với việc thao tác để chơi cái con Demo 2 này. Game rất là hay. Con game này thì ngay từ bây giờ các bạn có thể tải trên Store Việt nhé, các bạn có thể tải trên cả Google Play cũng như là App Store. Tốt nhất về con game này thì các bạn nên chơi trên những cái thiết bị có màn hình càng to càng tốt, bấm nó thoải mái. Những bạn nào mà chuyên nghiệp thì thường là sẽ chơi bằng 4 ngón, 4 cho đến 6 ngón, còn thường là 4 ngón thôi. Và nếu mà chơi cơ bản thì ít nhất là phải dùng hai ngón tay, hai bên nhá, tay trái tay phải thì mới bấm kịp được ở những cái bản nhạc khó. Các bạn có thể lên trên mạng để tìm những cái video về những cái con game như kiểu là Cytus này, hay là VOE này, hay là những cái phiên bản, hay là Mandora. À không phải, không phải Mandora thì không phải thể loại âm nhạc. Game âm nhạc nổi tiếng nhất của Riot thì có Cytus, Demo, VOE. Đấy, một số con game thì các bạn có thể trải nghiệm thử.
Đây, với các con game Demo 2 này thì anh em thể di chuyển nhân vật. Đây chúng ta sẽ có nhân vật chính nha bạn. Con này di chuyển nhân vật này, làm nhiệm vụ, nói chuyện, tìm hiểu cốt truyện. Đấy, tức là game này thì như mình đã nói là ngoài việc chơi nhạc ra thì anh em sẽ được thưởng thức rất là nhiều cái. Game hiện tại thì chủ yếu là anh em sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng tiếng Anh nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi nói chuyện với một ông chủ nhà ga này, đưa cho ông ấy một bản nhạc để ông ấy chơi thử xem nào. Cái phần cốt truyện này nếu mà các bạn đọc hiểu được tiếng Anh ấy thì nó sẽ rất là hay nha. Nếu các bạn đọc hiểu được thì nó sẽ rất là hay nha anh em nhé. Đây, chúng ta đây là mới hướng dẫn này. Đây chúng ta có những cái nốt nhạc đây nhá. Đó, khi nó rơi xuống thì các bạn sẽ bây giờ nó mới hướng dẫn anh em ạ. Đó. Nó sẽ bảo khi chúng ta sẽ ấn vào những nốt nhạc khi nó ở gần một cái thanh gọi là Jukes Mainline. Đấy, còn cái nó gọi là slide note này thì anh em sẽ phải giữ và vuốt. Và cuối cùng là hold note là chạm và giữ. Đấy, thưa chủ yếu là sẽ có ba nốt nhạc này thôi nhá. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bản nhạc gọi là Echo Over You. Echo là cái em gái lúc đấy, cũng là nhân vật chính mà các anh em điều khiển. Đấy, và các bạn sẽ cố gắng là được combo nhé. Combo tức là không miss và phải bấm chuẩn. Tức là game này thì nó sẽ không có kiểu dạng là perfect rồi grid hay miss gì cả. Nó sẽ chỉ có là một anh em miss, thứ hai là bấm kiểu mình anh em cứ coi là perfect cũng được. Và nó sẽ hiển thị màu ấy, màu hình như là màu xanh là chuẩn, màu xanh lá này. Khi mà nó nhập màu xanh lá mình bấm đúng đúng cái vạch đấy thì là màu xanh lá, còn bấm sớm quá thì là màu vàng. Đó, đây mình bấm sớm quá thì nó sẽ màu vàng, bấm chuẩn sẽ là màu xanh nhá, còn bấm sớm quá thì sẽ là màu vàng. Còn nếu mà không bấm là anh em sẽ miss, thì các bạn sẽ ít nhất là phải combo sao cho được toàn bộ combo. Đấy, nó sẽ có cái số phần trăm kìa, anh em nhìn cái số phần trăm nó chạy kìa, tức là cái số combo và số điểm mà anh em có thể mắc phần trăm có thể đạt được, và cao nhất là 100%. Đấy, nói chung là đây là cái cấp độ dễ thôi, sau này sẽ có những cái bản nhạc cực kỳ khó nha và đòi hỏi cái kỹ năng của người chơi. Các bạn sẽ phải nắm được giai điệu rồi cái nhớ được cái những cái nốt là nó sẽ rơi như nào, nó rơi nhanh lắm. Bạn phải lên lên trên mạng ấy, các bạn tìm những cái tựa game âm nhạc ấy. Các bạn sẽ thấy là nhiều người chơi rất là ghê, mình thì gà lắm, gọi là chơi giới thiệu cho anh em biết thôi. Đấy. Chúng ta sẽ thưởng thức âm nhạc nha anh em nhé. Mình sẽ tập trung chơi. Ok, kết thúc bản nhạc vừa rồi là mình được 94,38%, tức là mình bấm chưa chuẩn, tức là có full combo, tức là không biết phát nào, nhưng mà cái phần gọi nó gọi là charming hit ấy thì cũng chưa được ok lắm, nhưng mà thôi không sao, mới mới thôi, mới mới để làm quen thế thôi. Đấy, và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Đó, tức là với con game này thì anh em sẽ phải gọi là thưởng thức cả âm thanh, thưởng thức cả hình ảnh và thưởng thức cả phần cốt truyện, khá là hay nha. Bạn nào mà thích một tựa game âm nhạc có yếu tố giải trí thư giãn thì con Demo 2 này cũng khá là hay. Thậm chí các bạn chả cần phải chơi đâu, anh em vào nghe nhạc cũng được. Những cái bản nhạc trong game thật sự là chủ yếu lúc ban đầu thì là những cái bản nhạc bằng piano ấy, thật sự rất là hay luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ này. Ở đây nó bảo là phải đi tìm Demo. Game này thì nó cũng có bản đồ nhá, và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nhân vật khác nhau. Đây chúng ta sẽ sang cái phòng khác này, chúng ta sẽ ra sảnh chính, mình sẽ đi tìm Demo, là cũng là cái nhân vật chính ở trong cái con game này.
Thực ra mình chưa chơi cái phiên bản demo 1 nên mình cũng chưa rõ lắm là ở cái phần demo 2 này nó có nối tiếp cái câu chuyện của demo 1 không. Mình không biết nha. Bạn nào mà chơi rồi thì mình các bạn comment phía dưới cho mình biết, nhưng mình không biết thì mình cũng không biết nói như nào. Đấy, chúng ta sẽ có những cái bản đồ như này và chúng ta sẽ đi tìm bí mô nhá. Chắc là phải sang, các bạn phải mò ấy, lần mò ra. À, nó bảo là với cái con game này thì tốt nhất là các bạn nên đeo tai nghe để thưởng thức cái âm nhạc trọn vẹn nhất nhá. Còn với những bạn nào mà dùng tận những tai nghe kiểu không dây ấy, thì nếu mà bị lag thì hãy thử khởi động lại game xem sao. Đây, mình đang đi tìm bí mô, mình chưa tìm được. À, chỗ này không phải rồi. À, chúng ta sẽ có rất nhiều căn phòng khác nhau để đi tìm. Phải đi đâu giờ nhỉ? Nó cũng không có phần gọi là auto tìm đường đâu nhá. Đấy, anh em phải lần mò đó. Garden này. Tresa Plateau, không phải demo đâu ta. À. Đây chắc là phải sang cái khu vực bên này. Đây, mình sẽ vào đây đi. Đó, phải ấn vào cái đây. Chúng ta sẽ sang bên phải này xem sao. Bây giờ đúng kiểu là phải mò thôi anh em ơi. Nó cũng không gợi ý gì nhiều ấy. Mình phải đi tìm từng người một. Con game này thì có dung lượng khoảng gần 3 GB nha các bạn nhé. Mình nghĩ là nặng nhiều là về phần hình ảnh và âm nhạc. Ở đây chúng ta sẽ đến với một cái căn phòng căn phòng này. Đây, và phòng này chắc là sẽ gặp được demo của chúng ta. Mình sẽ skip phần câu chuyện đi. Đây, nhân vật demo của chúng ta, một nhân vật rất là ít nói luôn, một cái sinh vật gì đó. Nói chung là game này thì nó cứ ảo ảo cái gì ấy. Mình cũng như các bạn là mình cũng không không chơi phần 1 nên mình không rõ lắm. Và cái này cũng mới có tiếng Anh ấy, mình cũng giới thiệu cho anh em nên mình cũng vặt tắt đi một tí, mình tua phần câu chuyện đi một tí. Nên là có gì mình không hiểu câu chuyện anh em thông cảm nhá. Còn bạn nào mà chơi ấy, thì có thể đọc hiểu cái phần câu chuyện thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Nói chung là game này thì mình nghĩ là các bạn nên xem hết những cái đoạn cắt cảnh câu chuyện ấy thì các bạn sẽ thấy game nó thú vị hơn rất là nhiều. Đây mình đang gọi demo sang về gặp cái ông chủ nhà ga. Demo không nói gì luôn. Đấy, nó gọi là Station Master. Need your help. Rồi, tự đi ra luôn, không thèm nói luôn. Thanh niên rất là kiệm lời anh em ạ. Hình như là có một cái bản nhạc mà ông chủ cái ông này này, ông chủ nhà ga này đang rất là bí, không biết làm nào để giải quyết thì đây. Chúng ta sẽ mang demo về. Đây rồi. Đấy, game rất là nhẹ nhàng các em nhé. Game cực kỳ nhẹ nhàng luôn. How can demo help? Làm thế nào để demo có thể giúp đỡ được mọi người? À, hóa ra demo sẽ đánh cái bản nhạc này lên. Thế rồi. Đấy, game rất là nhẹ nhàng luôn anh em ạ. Cái con demo này rất là nhẹ, demo 2 này rất là nhẹ nhàng luôn, dành cho bạn nào mà thư giãn, thích chơi game giải trí thư giãn nhẹ nhàng và yêu thích âm nhạc. Rồi chúng ta sẽ đến với bản nhạc của Dimu đánh này. Đấy, từng gợn sóng, từng gợn sóng. Đó, các bạn sẽ ấn nhá. Các bạn nên tập làm quen từ dễ cho đến cấp khó lên, đánh dần lên thì mới quen tay được. Sau này các bạn thuộc nốt rồi thì các bạn sẽ bấm chuẩn hơn đấy. Bản nhạc nghe rất là hay luôn, mình sẽ không nói gì nữa nhá, cho anh em thưởng thức âm nhạc luôn.
Rồi, xong. Rồi, xem nào, tiếp tục nào. Cái này đúng là kiểu phải xem câu chuyện ấy thì sẽ thấy cực kỳ hấp dẫn luôn. Uầy, đánh xong bản nhạc luôn, mặt trời trời hết mưa luôn, mặt trời lại tỏa sáng này. Ảo chưa? Câu chuyện game này nó rất là nhẹ nhàng nhá, như kiểu mình đang xem một cái bộ phim hoạt hình mang yếu tố là sao mình không biết nói từ gì cho nó hợp lý nhất, nhưng mà cảm giác nó thư thái dã man luôn ấy. Rồi. Tiếp tục nha, mình sẽ rồi mình sẽ tiếp tục đi lần đây. Sau này thì game này thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái chế độ chơi khác nữa để anh em trải nghiệm. Thì mình cũng giới thiệu thôi. Còn nếu các bạn nó chơi sâu thì nó có thể khám phá thêm. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều bản nhạc mới này. Bản nhạc rất là hay và chủ yếu là trên nền piano nhé. Đây, phần hướng dẫn này chúng ta sẽ có các chế độ chơi như kiểu play music. Rồi đây là phần bản đồ. Đấy, các bạn sẽ nhìn được là có những khu vực nào rồi các cái NPC nào ở đây. Các bạn có thể ấn một phát là sẽ di chuyển nhanh giữa các cái căn phòng ấy. Đấy thì anh em có thể tận hưởng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nha. Rồi, nói chuyện này. Đây, chúng ta sẽ có một phần là Arcanum. Cái này như kiểu nhiệm vụ ấy, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ mở khóa các cái bản nhạc mới nhá, hoặc là các cái vật phẩm. Đấy, rồi chúng ta, các bạn nếu mà có thể nạp thì sẽ khoảng 473.000 thì sẽ có thể nhận thêm phần thưởng mới. Đấy, nếu bạn nào mà yêu thích game thì có thể nạp để ủng hộ cho nhà sản xuất nhá. Mình nghĩ là rất là xứng đáng luôn. Đây, hiện tại thì mình mới mở khóa được một số bản nhạc thôi. Đây, nó còn rất là nhiều bản nhạc khác nữa ấy. Ở đây mình chưa mở khóa hết được, nó đang lock rồi. Các bạn sẽ phải khám phá cốt truyện để mở khóa nhé, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ để sẽ mở khóa thêm rất là nhiều bản nhạc anh em ạ. Đây là cuốn album đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái bài hát như thế này. Đấy, và các bạn hãy chơi thử một bài nhạc nào đó. Mình sẽ đánh thêm một bài nhạc nữa nhá. Mình sẽ chọn đây có hai bài mới này. Đấy, ba bài nhạc mới ở đây thì mình sẽ chọn bừa một bản đi, mình sẽ chọn bài này đi, Here We Your Story gì đó. Đây, mình sẽ chơi thử bản nhạc này nhá. Rồi mình sẽ ít nói thôi để anh em nghe nhạc ấy. Nó sẽ có một cái thanh ở góc trên kìa anh em nhớ không? Thanh màu trắng kìa, đó là cái độ dài của bản nhạc đấy anh em. Nó sẽ chạy từ bên trái qua bên phải. Đây mới là cấp độ easy thôi anh em nhá, sau này có medium và hard nữa. Hard thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà ban đầu thì cứ nhẹ nhàng thôi anh em ơi.
Nãy bị mít mất một phát anh em ạ. Mít mất combo một phát cay dã man. Thế được có khoảng chắc là tầm 90% thôi. 92. Đó, cũng ngon lắm. Đấy tầm 92,92%. Ok, thì đấy, đấy thì mình cũng giới thiệu cho anh em một tựa game âm nhạc ở trên mobile có tên gọi là Demo 2 nhé. Thì bạn nào mà yêu thích thể loại game âm nhạc thì có thể tải game này trên Google Play App Store. Mình cũng để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Live để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.